Hello, xin chào các bạn. Rồi, vượt qua mấy xe tải này quá nguy hiểm. Cái đường nó quá nhỏ các bạn. Hai xe tải, hai xe bốn bánh mà đi ngược chiều nhau là hết đường. Có xe máy ở trước rồi mình né luôn. Rồi, về một lên xe này. Rồi, mình đang đi trên con đường Hương Lộ 10. Cái đoạn này là Giáp Thái rồi nè. Đoạn này thì trong tương lai là sẽ biến mất bởi vì đây nằm trong khu quy hoạch sân bay Long Thành. Này, cái clip này mình cũng quay khá lâu rồi. Hiện tại trên máy của mình bây giờ nó đầy video nhưng mà chủ yếu là những cái video hành trình như thế này mình xóa thì tiếc. Giờ mình đang lấy lại một số những video ok chút xíu thì mình là rồi mình làm vlog, photo vlog để nói chuyện với các bạn. Xin giới thiệu lại các bạn ha, mình là Thời và các bạn đang xem cái video này trên cái kênh mình mới tạo. Cái kênh này rồi ok thì thời gian đầu thì mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người về cái cách làm YouTube. Thì mình có cái kinh nghiệm gì chia sẻ cái đó. Bởi vì mình có một cái kênh cũng mới được khoảng 30.000 sub. Nó cũng đang duy trì ở mức cái tầm trung bình kém và cái kênh cũ thì nó chuyên về bonsai cây cảnh thì hiện tại mình đang muốn sáng tạo thêm những cái nội dung khác ra là mình lập một cái kênh mới này thì rất là mong các bạn ủng hộ, subscribe ủng hộ mình để mình đủ điều kiện để mà mình thay đổi cái tên kênh, thay đổi cái chủ đề kênh ha. Rất là cảm ơn các bạn. Hiện tại thì mình đang chạy trên đường Lô Cao Xuân ha. Trước mặt mình tí xíu nữa bên tay trái là đoạn rẽ vào xuống trầu. Rồi, các bạn nhớ ủng hộ mình nha. Mấy hôm nay thì mình hay live stream ở trên cái group sập chéo nhưng mà thật ra là mình không có đề cao cái việc mà sập chéo bởi vì khi mà sập chéo các bạn chú trọng là muốn tăng sập nên thành ra là không quan tâm đến những vấn đề khác, đó là những cái sập đó dễ bị YouTube nó quét đi. Mới hôm qua bạn có 100 200 sập mới nhưng mà hôm sau bị quét đi, những cái đó nó không tính. Rồi hiện tại ngay bây giờ là ngày 9 tháng 5 2019 thì cũng gần một tháng rồi mình lập cái kênh và hiện tại thì mình mới đạt được khoảng 6.200 phút xem, là khoảng 103 giờ, mà để đạt 4.000 giờ thì nó phải gấp 40 lần như thế này mà trong một tháng mới đạt được như vậy. Nếu mà để cái cấp số cộng trung bình thì phải 40 tháng là 4.000 giờ. Và hiện tại thì cái số sập của mình hiện tại bây giờ là 77 77 sập, đó là cái kết quả trong vòng một tháng. Và thật ra là với những cái lượng video mình làm mô tô vlog up lên như thế này thì số người quan tâm rất là ít và mình chỉ để những cái video này mình không muốn xóa đi bởi vì những cái con đường này tương lai nó không còn nữa thì mình để làm một cái video kỷ niệm thôi. Và với lại là trình bày cái quá trình khi mà mới bắt đầu như thế nào, một cái kênh mới như thế nào. Tại vì mà khi cái kênh về bonsai cây cảnh của mình á, thời gian lúc mà mình làm thì mình không có chú trọng là mình làm YouTube, mình làm chú trọng là để chia sẻ cái đam mê về bonsai cây cảnh. Thành ra là mình không có làm mạnh về cái việc mà mình kiếm tiền với YouTube. Còn bây giờ là mình muốn làm cái chuyên nghiệp thì có vẻ nó hơi hơi khó khăn hơn. Dạ, con đi Đó. nhân gặp con đường ra Và Long Thành mình hả? muốn ghi lại, mình muốn chia sẻ lại để trao đổi với mọi người về Dạ cái mà thời gian đầu mình làm như thế dạ nào. sao hả? Thời gian đầu mình Dạ làm chưa YouTube. chưa làm ở nhà mà. Đó. Dạ cho đi trước nha. Và mình làm theo cái kiểu gì mô tô vlog như thế này. Và còn đa dạng chủ đề khác nữa nha các bạn, cứ nhắc tên nhắc lui đa dạng chủ đề nhưng mà thật ra là mình đang lan man chưa có tập trung một cái.
Thực ra khi mà bạn tập trung một cái chủ đề, sáng hôm nay thì mình mới có theo dõi cái video trên cái học viện sáng tạo của YouTube. Có một cái gọi là học viện sáng tạo, thì ở đó mọi người còn hướng dẫn cái cách làm sao. Tại vì một cái nội dung thì trong một thời điểm nhất định là nó có được người quan tâm, nhưng mà đến một thời điểm khác thì mọi người có một cái quan tâm, một cái mối quan tâm mới. Vì vậy là mình làm phải càng làm nó sáng tạo cái nội dung theo một cái mối quan tâm của cộng đồng. Ok, stop video này ở đây ha.